Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày 22 tháng 5, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom. Lý do là bà Châu đã có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng phê bình Bà Nguyễn Thị Thành, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, liên quan khuyết điểm vi phạm theo thông báo của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Trước đó ngày mùng 10 tháng 5, ông Lê Tuấn Anh, Bí thư huyện ủy Trảng Bom tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Ông Tuấn Anh nói, huyện Trảng Bom nhận được đơn xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện. Tuy nhiên, quyết định cho nghỉ việc hay không là thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo lãnh đạo huyện Trảng Bom, bà Vũ Thị Minh Châu xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Bà Vũ Thị Minh Châu sinh năm 1970, quê Nam Định. Giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom từ năm 2015 tới nay. Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Kết luận thanh tra nêu rõ bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng, ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan sai phạm trong thực hiện dự án cũng được nêu rõ, yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật. Theo nội dung kết luận thanh tra số 01 KL UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh cho công ty cổ phần đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án tại xã Đồi 61 với diện tích 18,22 ha. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cho dự án. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3928 QĐ UBND chấp thuận chủ trương cho công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt cho người dân tại xã đổi 61, huyện Trảng Bom. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Liên quan sai phạm tại dự án nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo công ty LDG. Khởi tố 5 bị can là lãnh đạo cán bộ huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 21 tháng 5, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 434 phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh. Trước đó, ngày 6 tháng 5, tại kỳ họp thứ 23 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đặng Văn Minh, về tội nhận hối lộ. Ông Đặng Văn Minh bị bắt trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty liên quan. Đến ngày 9 tháng 4, Ban Bí Thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Đặng Văn Minh. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1979, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Cao Xuân Hiệp, sinh năm 1984, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn về tội nhận hối lộ và Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, tính đến nay, liên quan đến vụ án xảy ra tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra lợi dụng nhu cầu tách sổ chuyển nhượng đề nghị cấp mới cấp đổi sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân một số cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền văn phòng đăng ký đất đai phòng tài nguyên môi trường địa chính phường tri cục thuế đứng ra làm trung gian nhận khoán hồ sơ giấy tờ đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài chi phí cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai các đối tượng còn phải chi phí cho cán bộ thuế địa chính phường bộ phận một cửa cán bộ phòng tài nguyên môi trường tùy theo mối quan hệ vị trí vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau nếu người dân không chi phí sẽ bị gây khó khăn phiền hà kéo dài thời gian thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ không được hướng dẫn cụ thể Ngày 30 tháng 1 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng và đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 16 đối tượng. Cơ quan an ninh điều tra công an Thanh Hóa xác định trong số 23 đối tượng bị khởi tố có 8 đối tượng có hành vi nhận hối lộ và 15 đối tượng có hành vi đưa hối lộ. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Ngày 21 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên có văn bản về việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có luồng dư luận đồn đoán, dỉ tai truyền miệng với nội dung. Các lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật, công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với công an tỉnh Điện Biên làm rõ một số nội dung liên quan. Kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Bộ Công an, công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương chưa thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành của tỉnh Điện Biên. Văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên nêu: Công an tỉnh Điện Biên khẳng định tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các địa phương cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao cảnh giác trước âm mưu, ý đồ xấu của các thế lực thù địch và các phần tử xấu. Không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng. Các huyện, thị thành trực thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không tin, không nghe theo những tin đồn thất thiệt, giả mạo, sai sự thật, không có cơ sở nhằm hạ uy tín và danh dự của các lãnh đạo tỉnh. Các đơn vị chỉ đạo, ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải các thông tin giả, sai sự thật, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân, đặc biệt là trên các trang web, tài khoản mạng xã hội thuộc phạm vi địa bàn phụ trách.